ông trump yêu cầu tòa án tối cao mỹ chặn phán quyết của tòa án cấp dưới viện trợ quân sự cho ukraine sang tay các công ty vũ khí mỹ thế nào tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình mạnh nhất của nga có gì thế giới không sản xuất đủ vũ khí để ukraine chống nga Cơ hội vàng giúp Ukraine lật ngược thế cờ trước Nga đã qua đi Ukraine sở hữu vũ khí bước ngoặt có thể hạ 20 tên lửa Nga Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi Toàn cảnh Thế giới trên kênh của chúng tôi Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Bây giờ là nội dung chi tiết Theo hãng tin Reuters ngày 12 tháng 2 Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu tòa án tối cao Mỹ chặn phán quyết của tòa án cấp dưới liên quan vấn đề miễn trừ truy tố. Tuần trước, tòa phúc thẩm liên bang Mỹ phán quyết ông Trump không được hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với những cáo buộc ông âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Các luật sư của ông Trump đã đệ đơn kháng cáo khẩn cấp lên tòa án tối cao ngày 12 tháng 2, chỉ 4 ngày sau khi các thẩm phán nghe đơn kháng cáo riêng của ông Trump để tiếp tục có tên trong lá phiếu bầu tổng thống Mỹ bất chấp những nỗ lực loại bỏ ông vì những nỗ lực của ông sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Các luật sư của ông Trump cho biết thêm, nếu không có quyền miễn trừ truy tố hình sự, ông Trump sẽ không được ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay, đồng thời lặp lại những lập luận cho đến nay vẫn bị các tòa án liên bang bác bỏ. Ông Trump hồi tháng 8 năm 2023 bị truy tố với cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, dẫn đến vụ bạo loạn Quốc hội Mỹ. Cáo trạng dài 45 trang, gồm 4 tội danh được đưa ra trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith, thẩm phán liên bang Tania Chutkan phụ trách xét xử. Các luật sư của ông Trump lập luận, cựu tổng thống được miễn trừ tuyệt đối và không thể bị truy tố với những hành động thực hiện khi còn ở Nhà Trắng. Bà Chutkan tháng 12 bác bỏ, cho rằng một cựu tổng thống không được hưởng tấm vé miễn trừ ngồi tù suốt đời sau thời gian đương nhiệm. Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 12 năm 2023 từng bác bỏ đề nghị từ phía công tố viên đặc biệt Jack Smith về việc ra phán quyết với quyền miễn truy tố của ông Trump. Đây là nỗ lực của công tố viên nhằm đẩy nhanh quá trình xét xử, nhưng tòa án tối cao Mỹ cho rằng nên để tòa phúc thẩm Liên bang Washington xử lý trước. Âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 là một trong bốn vụ truy tố mà ông Trump đang phải đối mặt. Tòa án Liên bang ở Washington dự kiến bắt đầu xét xử ông Trump vào tháng 3. Cựu tổng thống còn bị cáo buộc can thiệp bầu cử bang Georgia, giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng và làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin khi tranh cử năm 2016. Chiều ngày 12 tháng 2, tức sáng ngày 13 tháng 2 theo giờ Hà Nội, đã xảy ra hai vụ nổ súng đẫm máu tại thành phố New York của Mỹ. Đại diện cảnh sát thành phố cho biết, ít nhất một nữ nạn nhân đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện Saint Barnabas và năm người khác bị thương trong vụ xả súng tại ga tàu điện ngầm Mao Eden Avenue ở quận Bronx lúc 17 giờ 37 phút giờ địa phương. Theo các nhân chứng, một đối tượng đã bắn hơn 10 loạt đạn vào đám đông đang đợi tàu điện ngầm tại ga Mount Eden Avenue. Hung thủ sau đó đã bỏ trốn. Cảnh sát New York đã phong tỏa hiện trường và yêu cầu người dân tránh xa khu vực nổ súng. Hầu hết hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm đi qua nhà ga đã bị gián đoạn. Theo New York Post, đây là một trong những vụ nổ súng nghiêm trọng nhất tại thành phố này trong vài năm gần đây. Cùng ngày, một vụ nổ súng gây thương vong khác cũng xảy ra tại quận Queens của New York. Cảnh sát trưởng New York Jeffrey Madre cho hay cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông khi người này chữa một vật giống khẩu súng vào các nhân viên cảnh sát. Vụ việc xảy ra tại một căn hộ trên tầng 4, khu trung cư Ocean Bay, nằm trên đường Beach 51. Tổng thống Mỹ Joe Biden ở tuổi 81 chính thức mở kênh TikTok để tăng cường sức mạnh cho chiến dịch bầu cử Mỹ năm 2024, bất chấp chính phủ Mỹ chỉ trích mạng xã hội Trung Quốc này. Màn ra mắt của ông Biden trên TikTok được đánh dấu bằng đoạn video dài 26 giây hôm 11 tháng 2, đăng trên tài khoản A-Biden-HQ. Tổng thống Mỹ đã bàn về hàng loạt vấn đề từ chính trị cho tới trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl. Việc ông Biden tham gia TikTok thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. TikTok lâu nay là tâm điểm chỉ trích của các quan chức Mỹ. Một trong những ý kiến chỉ trích phổ biến nhất là cáo buộc cho rằng TikTok là công cụ tuyên truyền của Trung Quốc cũng như chứa đựng rủi ro an ninh mạng. Về mặt công cụ đơn thuần, TikTok vẫn được xem sẽ ít nhiều hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Biden. Đây có thể là cầu nối đưa chiến dịch của Tổng thống Mỹ tiếp cận với cử tri trẻ. Bên cạnh đó, Chuyện ông Biden sử dụng TikTok cũng khá thú vị khi bản thân ông đối diện nhiều hoài nghi về tuổi tác. Theo kết quả cuộc thăm dò mới của ABC News, IPSOS cho thấy 86% người Mỹ cho rằng ông Biden 81 tuổi, thuộc Đảng Dân chủ đã quá già để đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ tổng thống. 62% người Mỹ cũng cho rằng ông Donald Trump 77 tuổi, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã quá già để làm tổng thống. Ngoài ra, 59% người Mỹ nhận định cả ông Biden và ông Trump đều đã quá già. Có sự khác biệt lớn trong cách các đảng nhìn nhận về ứng viên được đề cử, như 73% đảng viên đảng Dân Chủ cho rằng ông Biden đã quá già, và tỷ lệ này ở đảng Cộng Hòa là 35% đối với ông Trump. Gần đây, công tố viên đặc biệt Robert Hu đã công bố kết quả điều tra vụ Tổng thống Mỹ Joe Biden, 81 tuổi, xử lý tài liệu mật. Điều gây chú ý trong báo cáo là công tố viên đặc biệt Hu nói đã phát hiện ra Tổng thống Biden có trí nhớ kém. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và nhiều lãnh đạo cấp cao đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cho biết tài liệu của công tố viên Hu đáng quan ngại và cho thấy ông Biden không phù hợp với vị trí tổng thống. Trả lời câu hỏi về triển vọng của các cuộc đàm phán mới giữa hai bên, người phát ngôn Điện Kremlin, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết chính quyền Ukraine phải chấp nhận các điều kiện mới cho dù điều đó có đau đớn đến mức nào. Theo ông Peskov, nếu Nga và Ukraine thực sự quay trở lại bàn đàm phán, những trao đổi này sẽ không giống như những cuộc đàm phán được tổ chức ban đầu khi cuộc xung đột diễn ra. Ông nhấn mạnh, hiện tại sẽ là một thực tế hoàn toàn khác và thực tế mới này phải được thừa nhận. Theo RT, mặc dù ông Peskov không nói rõ hơn, nhưng có thể ông đang đề cập đến những thay đổi về lãnh thổ, cụ thể là việc Nga tuyên bố xâm nhập bốn khu vực của Ukraine là Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk sau cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, Kiev đã nhiều lần tuyên bố sẽ giữ tất cả các vùng lãnh thổ, bao gồm muốn kiểm soát lại cả Crimea. Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua đàm phán và đổ lỗi cho Kiev thiếu nỗ lực ngoại giao về vấn đề này. Theo đài RT của Nga, nhận định của bà Kalas, Thủ tướng Estonia được đưa ra sau khi truyền thông Đức tiết lộ rằng Berlin đang chuẩn bị cho tình trạng gia tăng căng thẳng với Nga. Họ dự đoán kịch bản này có thể xảy ra sớm nhất là vào mùa hè năm 2025. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ những suy đoán này. Thủ tướng Kalas cho biết, cơ quan tình báo Estonia VLA dự đoán NATO có thời gian từ 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho kịch bản này. Đồng thời bà lưu ý rằng điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết, khả năng ổn định tinh thần và giữ vững lập trường đối với Ukraine. Bà nói với tờ báo Anh, điều Nga muốn là chúng ta ngừng viện trợ Ukraine để tập trung vào nguồn lực và sức mạnh quốc gia. Trong tháng 1, Estonia đã cam kết viện trợ 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đến năm 2027 trong khi tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã có chuyến công du đến estonia bên cạnh latvia và litva trong nhiều năm qua chính phủ ukraine đã tuyên bố rằng cuộc xung đột của họ với nga là để bảo vệ nền hòa bình chung châu âu tổng thống mỹ joe biden cũng từng cáo buộc moscow có thể tấn công một quốc gia nato sau khi đánh bại ukraine phát biểu này được đưa ra khi ông hối thúc phe đối lập cộng hòa tại quốc hội tiếp tục tài trợ cho kiev Ông nhấn mạnh trong kịch bản này, Mỹ sẽ phải bảo vệ người châu Âu. Song, lập luận này không thuyết phục được các nhà lập pháp còn hoài nghi. Trong bối cảnh đó, chính phủ Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc thuyết phục phương Tây duy trì viện trợ, đặc biệt sau nỗ lực phản công không mang lại bất kỳ bước tiến về mặt lãnh thổ đáng kể nào từ năm ngoái. Thêm vào đó, còn có tình trạng bế tắc do vấp phải rào cản từ cơ quan lập pháp Mỹ hay cuộc tranh cãi khiến Hungary phủ quyết viện trợ của EU khiến gói hỗ trợ cho Kiev vẫn chưa được thông qua tổng giá trị hai gói viện trợ được đề xuất là hơn 110 tỷ đô la Mỹ. Về phần mình, Moscow đã bác bỏ những tuyên bố của phương Tây rằng cuộc xung đột của họ với Kiev nhằm mục đích chinh phục lãnh thổ. Theo giới lãnh đạo Nga, Mỹ và các đồng minh đã làm gia tăng căng thẳng bằng cách mở rộng khối NATO ở châu Âu vi phạm cam kết của chính họ và bất chấp sự phản đối của Nga. Giới chức Moscow tuyên bố cam kết của NATO về việc kết nạp Ukraine và các động thái khác đã đặt ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Nga. Gần đây, trích dẫn tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Đức, tờ Bill đưa tin Berlin đang chuẩn bị cho cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó đã bác bỏ những suy đoán này, so sánh kịch bản này giống như dự báo tử vi. Phát ngôn viên của Điện Kremlin cũng cho rằng suy đoán này dường như là một trò lừa bịp. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, Cố vấn an ninh quốc gia từ 83 nước trên thế giới đã tổ chức vòng thảo luận thứ tư tại thị trấn Davos, bang Grabunden, Thụy Sĩ. Nội dung vòng thảo luận dựa trên công thức hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra nhằm thiết lập một nền hòa bình lâu dài công bằng ở Ukraine. Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis kêu gọi Nga tham gia hội nghị về Ukraine, nói rằng không thể có hòa bình trong khu vực nếu không có sự tham gia của Moscow. Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis phát biểu tại một buổi họp báo ở Davos rằng sẽ không thể tổ chức một hội nghị hòa bình nếu không có Nga, điều đó là không thể. Tuy nhiên, cần xem làm thế nào và khi nào có thể thuyết phục được Nga tham gia. Đây cũng là nơi ông đồng tổ chức cuộc họp tập trung thảo luận về công thức hòa bình do Ukraine đề xuất. Ông Ignazio Cassis cho biết, quan chức an ninh từ 83 quốc gia đã tập trung tại khu nghỉ dưỡng miền núi Thụy Sĩ trước thềm diễn đàn kinh tế thế giới. Đây là lần thứ tư cuộc họp như thế này diễn ra, theo đề xuất của Kiev với sự bảo trợ từ các nước phương Tây. Ngoại trưởng Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các quốc gia BRICS, đặc biệt là Trung Quốc, trong tiến trình hòa bình trong tương lai. Sự tham gia của Liên minh BRICS là rất quan trọng vì các quốc gia này có mối quan hệ với Nga. Ông Ignacio Cassis nhấn mạnh như vậy, kêu gọi sự hợp tác của Trung Đông trong vấn đề này. Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Các phái đoàn Nga và Ukraine đã tham gia một số vòng đàm phán hòa bình kể từ đó, nhưng các cuộc đàm phán này đã đi vào bế tắc. Vào tháng 10 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh tuyên bố Kiev không thể tổ chức đàm phán hòa bình, chừng nào ông Vladimir Putin còn là Tổng thống Nga. Vào tháng 11 năm 2022, ông Zelensky công bố sáng kiến Hòa bình 10 điểm, hay còn gọi là Công thức Hòa bình, Nội dung sáng kiến này bao gồm việc trao đổi tù nhân với Nga, đảm bảo an ninh cho Ukraine và quay trở lại biên giới trước năm 2014. Lên tiếng về đàm phán hòa bình với Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng lệnh ngừng bắn trong xung đột ở Ukraine sẽ không dẫn đến đối thoại chính trị và sẽ chỉ có lợi cho Moscow. Theo lãnh đạo Ukraine, bất kỳ sự tạm dừng nào cũng sẽ cho phép Nga tập hợp lại và tăng cường cung cấp đạn dược và chúng tôi sẽ không mạo hiểm xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần 2 năm và dần trở thành một cuộc chiến tiêu hao, đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiều nước đang cân nhắc về việc tiếp tục bơm tiền viện trợ quân sự để Kiev chống lại Moscow. Trước bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào bế tắc, nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đang cố gắng duy trì sự hỗ trợ của phương Tây khi cuộc xung đột với Nga sắp bước sang năm thứ ba. Nhà lãnh đạo nước này đã nói rằng ông muốn Trung Quốc tham gia vào nỗ lực hòa bình tại mảnh đất này. Việc tăng áp lực lên Bắc Kinh, đồng minh lớn nhất của Nga, dường như là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận của Tổng thống Ukraine Zelensky và các đối tác trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế Davos đã kết thúc tại Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Kuleba cho biết nước này muốn tiếp xúc nhiều hơn với Trung Quốc ở mọi cấp độ hãng Interfax Ukraine đưa tin từ tránh văn phòng Tổng thống Zelensky cho rằng Tổng thống Ukraine rất muốn gặp các đại biểu Trung Quốc bên lề cuộc họp. Nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dường như đã rời Davos mà không gặp ông Zelensky. Trong bài phát biểu dài 25 phút của ông Lý Cường tại đây, hầu như chỉ tập trung việc trấn an về nền kinh tế đang trên bờ vực suy thoái của Bắc Kinh mà không đả động đến việc giải quyết xung đột tại Ukraine. Các quan chức Trung Quốc năm ngoái đã tăng cường nỗ lực để thể hiện nước này muốn làm trung gian tiềm năng trong việc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng Bắc Kinh coi thời điểm hiện tại là phù hợp bởi họ có thể tận dụng để tăng cường các mối quan hệ với Nga lên mức chưa từng có. Bà Jun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Stimson có trụ sở ở Washington cho biết, Trung Quốc cho rằng họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, đó chỉ là phiên bản hòa bình của Trung Quốc, không phải là điều ông Zelensky muốn thấy. Năm ngoái, sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với Tổng thống Zelensky lần đầu, khoảng 14 tháng sau khi xung đột xảy ra, Bắc Kinh đã cử một đặc phái viên tới cả Kiev và Moscow. Đề xuất hòa bình của Bắc Kinh không giống như yêu cầu của Ukraine, đó là kêu gọi ngừng bắn mà Nga không cần rút quân khỏi các khu vực đã sáp nhập. Các nhà phân tích cho rằng, tại Davos, Trung Quốc đã không thể hiện bất kỳ một nỗ lực nào nhằm chấm dứt xung đột. Khi giao tranh bế tắc và không có bước lùi ở bên nào, Trung Đông đang trở thành tâm điểm sự chú ý của toàn cầu. Bà Jun nói, Mỹ hiện tại đang bị phân tâm bởi Gaza và các nguồn lực dành cho Ukraine ngày càng hạn chế. Mọi việc đã chuyển sang hướng có lợi cho Nga. Thậm chí có quá ít lý do để Trung Quốc sẽ thúc đẩy một nền hòa bình theo cách mà phương Tây và Ukraine mong muốn. Thưa quý vị, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, Đô đốc Victorina, xác nhận các tàu ngầm anti-949A của nước này đang được hiện đại hóa và sẽ được trang bị vũ khí mới. Hệ thống tên lửa mới sẽ thực hiện nhiệm vụ tương tự như tàu ngầm hạt nhân đa năng Jasen-M. Theo nguồn tin trong ngành đóng tàu, các tàu ngầm dự án 949AM được hiện đại hóa sẽ trở thành tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình mạnh nhất của Nga, với khả năng mang tới 72 tên lửa hành trình, bao gồm tên lửa Kalib, Onyx và Zircon. Một trong những tàu ngầm thuộc dự án trên, Ikuski, đang đi vào giai đoạn hiện đại hóa Tàu ngầm tiếp theo dự kiến được hiện đại hóa là tàu ngầm tuần dương hạt nhân dự án 949A Chelyabinsky. Nga hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội. Đô đốc Victor Lina xác nhận, quá trình hiện đại hóa tàu ngầm dự án 949A đang tiến hành tại nhà máy Zvezda, ngôi sao ở Viễn Đông. Hồi tháng 12 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ ra mắt hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới là Krasnoyarsky và Hoàng đế Alexander Đệ Tam. Tổng thống Putin đã tới xưởng đóng tàu Sepmas tại thành phố Severodvinsky ở miền Bắc nước Nga để tham dự sự kiện trên. Phát biểu tại buổi lễ được phát sóng qua truyền hình, Tổng thống Putin nêu rõ hai tàu ngầm mới chạy bằng năng lượng hạt nhân này nằm trong khuôn khổ các nỗ lực chiến lược nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Hải quân Nga. Ông cho biết cả hai con tàu sẽ sớm thực hiện sứ mệnh tuần tra ở khu vực Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một trong số hai loạt tàu ngầm riêng biệt mà Moscow đang triển khai. Tàu ngầm Hoàng đế Alexander Đệ Tam thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân Borei mới của Nga. Trong khi đó, tàu ngầm Krasnoyarsky thuộc lớp tàu ngầm đa năng Yasen được trang bị các tên lửa tầm xa và có độ chính xác cao. Trước đó, theo hãng tin TASS của Nga, tàu ngầm hạt nhân mới Hoàng đế Alexander Đệ Tam đã hoàn thành thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ phóng tên lửa là một phần trong giai đoạn cuối của chương trình thử nghiệm cấp nhà nước. Tàu ngầm mang tên lửa chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân mới, Hoàng đế Alexander Đệ Tam đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Bulava từ biển trắng dọc theo thao trường Kura trên bán đảo Kamchatka. Vụ phóng tên lửa được thực hiện ở chế độ bình thường từ vị trí dưới nước. Đầu đạn của tên lửa đã đến khu vực được chỉ định vào thời gian đã định. Thưa quý vị, theo báo Washington Post, trong số 68 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, gần 90% số tiền được sử dụng ở các bang của Mỹ để chế tạo vũ khí mới hoặc thay thế các loại vũ khí được gửi đến kỳ ép từ kho dự trữ của Mỹ. Viện trợ quân sự dành cho Ukraine nhanh chóng được chuyển cho các công ty vũ khí của Mỹ như một cách thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Theo phát hiện mới nhất của nhóm nghiên cứu từ Viện Doanh nghiệp Mỹ, trong số 68 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự và liên quan được cung cấp cho Ukraine, gần 90% đang vô tình thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Dòng vốn này chủ yếu được đổ vào việc chế tạo vũ khí mới và bổ sung kho vũ khí quân sự của Mỹ đã cạn kiệt do viện trợ cho Kiev. Chương trình viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã kích thích hoạt động ngành công nghiệp quốc phòng nước này với 117 dây chuyền sản xuất ở 31 bang và 71 thành phố liên quan đến sản xuất hệ thống vũ khí, bao gồm các địa điểm khác nhau. Simi Valley, California và York, Pennsylvania sản xuất hệ thống máy bay không người lái, Aniston, Alabama và York, Pennsylvania chế tạo xe chiến đấu bộ binh Bradley, Peoria, Illinois và Camden Arkansas sản xuất hệ thống HIMARS và các bộ phận cho rocket Hydra 70. Farmington, New Mexico và Tucson, Arizona có các cơ sở được giao nhiệm vụ chế tạo tên lửa chống tăng Javelin. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cũng phải đối mặt với sự suy giảm số lượng lớn đạn pháo trong các kho vũ khí của Lầu Năm Góc. Điều này buộc các công ty phải đẩy nhanh dây chuyền sản xuất đạn pháo 155mm, vốn rất quan trọng trong các cuộc xung đột ban đầu các công ty Mỹ chỉ có thể sản xuất dưới 15.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Lầu Năm Góc đã đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ để tăng sản lượng lên 500%. Tuy nhiên, ngay cả với lượng tiền mặt khổng lồ như vậy, sản lượng đạn pháo của Mỹ vào năm 2025 vẫn có khả năng tụt hậu so với mức sản xuất hiện tại của Nga. Bên cạnh đó, một phần đáng kể của cái gọi là viện trợ Ukraine không đến được Kiev mà quay ngược trở lại Washington. Hoạt động này có liên quan đến việc phân phối ngân sách có phần chưa cụ thể của chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo kế hoạch giám sát chiến lược chung để ứng phó với xung đột Ukraine, lâu năm Khóc đã chi 62,3 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2022. Mới đây, Ukraine tuyên bố đã phá hủy 14 trên 17 máy bay không người lái UAV mà nga phóng trong đêm và một tên lửa hành trình Kh-59. Theo hãng tin Reuters, hôm 12 tháng 2 thông báo trên Telegram, không quân Ukraine cho biết Nga còn phóng các tên lửa từ hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300. Tuy nhiên, Ukraine không cho biết có bao nhiêu tên lửa đã được Nga bắn, hoặc chúng có bắn trúng mục tiêu nào hay không. Ở diễn biến khác, chia sẻ về hãng tin Sputnik, Tổng Giám đốc Alexei Jackman cho biết, công ty Hadberry Rush Factor của Nga đã phát triển mạng lưới neuron đa chức năng cho tất cả các loại UAV để xác định những vật thể quân sự của Ukraine trong vùng xung đột. Ông Jackman nói, chúng tôi đã thiết kế phần mềm có tên Naka" đây là một mạng lưới neuron có thể nhận dạng các vật thể nhất định bao gồm thiết bị của đối phương ông giải thích mạng lưới này có thể phát hiện chính xác các thiết bị quân sự mà phương tây đã cung cấp cho quân đội ukraina như xe tăng leopard và xe chiến đấu bộ binh bradley ngoài ra tại diễn đàn tất cả cho chiến thắng ở thành phố tula đầu tháng này tổng thống vladimir putin cho biết nhu cầu vũ khí nga tại thị trường nước ngoài đang gia tăng và vượt mặt sản phẩm do các quốc gia thuộc nato sản xuất đề cập đến công nghệ tên lửa tăng thiết giáp và mọi loại vũ khí đang được dùng trên chiến trường ukraine Ông Putin nói, vũ khí của NATO vượt qua sản phẩm của chúng tôi trên một vài góc độ và giai đoạn cuối của Liên Xô. Tuy nhiên, vũ khí mới nhất của chúng tôi rõ ràng vượt trội hơn tất cả. Theo ông Putin, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đang tràn ngập đơn đặt hàng và đang xuất khẩu những sản phẩm trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Trong số này, hệ thống phá tên lửa phòng không được nhiều khách hàng đặt mua. Ông tuyên bố Nga đã nâng cấp 95% lực lượng hạt nhân chiến lược, trong đó thành phần hải quân gần như đạt mức 100%. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga tạo ra hơn 520.000 việc làm trong một năm rưỡi qua, Tuy nhiên, các tập đoàn quốc phòng Nga đã chuyển sang chế độ làm việc thời chiến để bảo đảm tốc độ sản xuất đáp ứng nhu cầu chiến dịch tại Ukraine. Mỹ và các đồng minh châu Âu cũng đã nỗ lực tăng sản lượng vũ khí, đặc biệt là đạn pháo, nhưng gặp nhiều khó khăn sau thời gian dài liên tục cắt giảm ngân sách quốc phòng để tập trung đầu tư phát triển kinh tế. Thưa quý vị, nhắc đến robot trong quân sự, ngoài vai trò trở thành vũ khí, chúng cũng được phát triển để cứu mạng người. Một kỹ sư người Nga đã phát minh ra robot nhỏ nhắn có thể đưa binh sĩ bị thương rời khỏi chiến trường. hãng Sputnik của Nga đưa tin robot cứu thương không người lái do một kỹ sư người Nga phát minh có tên là Bratiska, dài 1,2m, nặng khoảng 200kg, được gắn camera và có khả năng vận chuyển trọng lượng lên tới 150kg. Bratiska có thể hoạt động liên tục trong khoảng 5 tiếng đồng hồ và di chuyển với tốc độ 10 km giờ. Bratiska vận hành nhờ một bộ điều khiển từ xa sử dụng tần số được mã hóa với phạm vi phủ sóng lên tới 2,5 km và có thể tăng lên 10 km nếu dùng thêm công cụ hỗ trợ như máy bay không người lái và bộ lập tín hiệu. Bratiska còn có thể được sử dụng trong chiến đấu thực tế và nhiều tình huống khác như vận chuyển vũ khí đạn dược đến tiền tuyến, trinh sát, ra phá bom mìn, tham gia chiến tranh điện tử, chống lại máy bay không người lái của đối phương. Cha đẻ của Bratiska là kỹ sư người Nga có tên là Konstantin. Ông Constantine đã dành 2 tháng và rút hầu bao 22.550 đô la Mỹ để phục vụ nghiên cứu. Ông Constantine hy vọng trong thời gian tới có thể bổ sung tay nâng trợ lực cho Bratisca để nó cứu được các binh sĩ bất tỉnh. Bên cạnh đó, ông Constantine cũng hy vọng bổ sung cho Bratisca hệ thống liên lạc nội bộ để bác sĩ quân y có thể chẩn đoán tình trạng của thương binh và đưa ra giải pháp cứu thương ban đầu. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga vào mùa thu năm 2023, kỹ sư Konstantin cho biết sẽ mất một tháng để chuẩn bị cho Bratiska thử nghiệm toàn diện, sau đó là 3 đến 6 tháng để bắt đầu sản xuất hàng loạt. Theo Konstantin, công ty của ông có thể sản xuất từ 20 đến 30 Bratiska mỗi tháng nếu tài chính cho phép và hoàn nghênh mọi cơ hội hợp tác và tài trợ. Ngoài ra, Nga còn sở hữu robot chiến đấu có thể xóa sổ xe tăng hạng nặng NATO hỗ trợ Ukraine cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, ông Dmitry Rogozin nhận định với RIA Novosti rằng robot marker do Nga sản xuất được triển khai ở Ukraine để xóa sổ các xe tăng của NATO. Sau khi Đức và Mỹ đã thông báo sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và M1 Abrams cho Ukraine, cựu giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin cũng đã tiết lộ cách thức nước này sẽ đối phó với các xe tăng của phương Tây. Moscow cũng nhanh chóng chỉ trích động thái trên khi người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo bất kỳ xe tăng nào được Mỹ chuyển giao cho Ukraine sẽ bốc cháy giống như tất cả những vũ khí còn lại. Ông Rogozin giải thích các robot chiến đấu này có thể tự động nhận diện và tấn công các phương tiện của Ukraine, trong đó có xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất và xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Marker là một phương tiện mặt đất không người lái, UGV, có vẻ ngoài giống như xe tăng, nó cũng có các hệ thống theo dấu giống như xe tăng, được trang bị các thiết bị cảm biến và vũ khí khác nhau. Ngoài ra còn có bệ phóng UAV và một tháp pháo trang bị súng máy cùng với tên lửa chống tăng. Ông Rogozin nói, phiên bản chiến đấu của robot Marker có một danh mục điện tử trong hệ thống điều khiển chứa hình ảnh các mục tiêu cả trong tầm nhìn và trong phạm vi hồng ngoại. Nhờ đó, robot này có thể tự động xác định thiết bị của đối phương. Chẳng hạn, ngay sau khi xe tăng Abrams và Leopard được quân đội Ukraine bắt đầu triển khai, Marker sẽ nhận hình ảnh điện tử phù hợp, sau đó có thể phát hiện và tấn công các xe tăng của Mỹ và Đức bằng các tên lửa dẫn đường chống tăng một cách tự động. Ông Rogozin viết trên Telegram rằng robot chiến đấu đã trải qua cuộc thử lửa đầu tiên trên chiến trường Donbass ở phía đông Ukraine. Ông cũng cho biết Marker có chức năng tự động tấn công và xác định các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 15 km. Cho tới nay, quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng các xe tăng do các nước NATO hỗ trợ. ép hy vọng có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga và tiến hành cuộc phản công lớn. Marker được phát triển bởi công ty Android Technic phối hợp với Advanced Research Foundation. Nó nặng hơn 3 tấn và được cho là có thể hỗ trợ quân đội Nga tăng cường khả năng di chuyển linh hoạt cũng như xác định mục tiêu. Theo các bài báo trước đó trên truyền thông Nga, Phiên bản chiến đấu của robot Marker được sử dụng tại sân bay vũ trụ Vostochny của Nga. Nó có thể xác định và khai hỏa các mục tiêu của đối phương. Ông Rogozin giải thích, robot này cũng có thể tự động ưu tiên các mục tiêu. Chẳng hạn khi phát hiện ra T-64, xe chở quân nhân bọc thép và một số thiết bị bên ngoài, robot này sẽ độc lập lựa chọn mục tiêu mà theo đó ưu tiên mục tiêu giá trị nhất và tấn công bằng hỏa lực tương ứng. Marker cũng có một mô đun chiến đấu xoay có thể quay 540 độ chỉ trong một giây. Mô đun này có thể được trang bị cùng với các hệ thống tên lửa chống tăng, súng phóng lựu, súng máy hạng nặng và các vũ khí khác. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tổng sản lượng ngành công nghiệp quân sự thế giới không đủ để duy trì cuộc đối đầu của Ukraine chống lại Nga. Ông Zelensky nói, năng lực của tất cả các công ty sản xuất đạn pháo 155mm là không đủ để cung cấp cho cuộc chiến pháo binh ở Ukraine. Không có đủ sản lượng đạn pháo trên thế giới để quân đội Ukraine chống chọi với Nga. Lãnh đạo Ukraine tuyên bố. Ông Zelensky nói thêm, ngay cả một triệu máy bay không người lái mà Ukraine sẽ sản xuất vào năm 2024 cũng không đủ để giúp nước này chiếm ưu thế trước Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng Mỹ và các đồng minh phải tiếp tục cung cấp đạn cho Kyiv. Nhấn mạnh, nếu không có vũ khí nước ngoài. Ukraine sẽ yếu thế trên chiến trường, thiếu hụt pháo binh lớn và sẽ không thể đẩy lùi tên lửa đạn đạo từ Nga. Nhận xét của ông Zelensky được đưa ra sau khi bộ trưởng công nghiệp chiến lược Ukraine Alexander Kamysin tuyên bố rằng dù có tăng sản lượng đến mức nào, nước này sẽ không bao giờ có thể tự mình đáp ứng đầy đủ nhu cầu quân sự cần thiết. Nhu cầu của chúng tôi ngày nay lớn hơn tổng sản lượng của Mỹ và các nước liên minh châu Âu EU cộng lại. Ông Alexander Kamysin cho hay trong khi Mỹ và đồng minh ở phương Tây tiếp tục tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine. Không có gì đảm bảo rằng năm nay quốc gia Đông Âu này sẽ được phương Tây hỗ trợ giống như năm 2022 và 2023. Nikola Mikovic, nhà bình luận và nhà báo tự do ở Serbia cho rằng trên thực tế, Mỹ khó có thể cung cấp viện trợ tài chính và quân sự đáng kể cho Ukraine trong tương lai gần và vẫn còn khá nhiều nghi vấn liệu châu Âu có đủ khả năng thay thế Washington trở thành nhà ủng hộ chính cho Kiev hay không. Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine tại Bruxelles, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những hỗ trợ lớn về quân sự, kinh tế và nhân đạo, trong khi nhiều thành viên NATO vạch ra kế hoạch cung cấp hàng tỷ euro vào năm 2024. Những động thái như vậy chắc chắn sẽ khuyến khích Kiev tiếp tục chiến đấu, mặc dù chúng có thể tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế châu Âu. Tuy nhiên, Nhà Trắng mới tuyên bố không có tiền cho gói viện trợ mới cho Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ, chúng tôi hiện đã trao cho Ukraine gói hỗ trợ an ninh cuối cùng và chúng tôi phải nhận được sự hỗ trợ từ Quốc hội để tiếp tục làm điều đó. Cho đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn không thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine theo đề xuất của Tổng thống Joe Biden đó là lý do Nhà Trắng không thể công bố thêm các gói viện trợ quân sự. Trong bối cảnh đó, theo tờ Politico, các quan chức châu Âu đã liên tục đến thăm Kiev với cam kết hỗ trợ nhiều hơn khi Nga tiếp tục các cuộc không kích không ngừng nghỉ nhằm vào Ukraine. Ngoại trưởng Pháp mới được bổ nhiệm Stefan Sejune cho biết rằng Ukraine sẽ vẫn là ưu tiên của Pháp bất chấp các cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng. Ông Sejune ca ngợi một giai đoạn mới trong việc sản xuất vũ khí chung với Ukraine trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba. Ngoại trưởng Pháp Sejune cam kết tăng cường hợp tác chung với Ukraine và củng cố năng lực sản xuất của Ukraine trên lãnh thổ của mình với các công ty hàng đầu của Pháp. Pháp cũng đang đàm phán một hiệp ước an ninh với Ukraine nhưng chi tiết vẫn chưa được công bố. Chuyến đi của ông Sejune diễn ra ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Anh Rishi Sunak, trong đó ông Sunak đã công bố một hiệp ước an ninh kéo dài nhiều năm với Ukraine nhà lãnh đạo Anh đã cam kết viện trợ quân sự trị giá 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương 2,9 tỷ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2024-2025, khi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev. Chuyến thăm của các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra sau nhiều tuần, Nga tiếp tục không kích Ukraine và trong bối cảnh có lo ngại rằng sự giúp đỡ của Mỹ đã bị đình trệ do quốc hội cản trở và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ tin tưởng rằng tất cả 27 quốc gia thành viên EU sẽ đồng ý gia hạn thêm viện trợ tài chính cho Ukraine vượt qua sự phản đối của Hungary và thực hiện cam kết với Kiev. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đưa ra lời kêu gọi bất thường tới các nước EU khác hãy cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Ông nói, số lượng vũ khí được lên kế hoạch chuyển giao cho đến nay là quá nhỏ bất chấp cam kết của Berlin sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Kiev lên 8 tỷ euro trong năm nay. Theo Viện Kiev, cơ quan thống kê viện trợ quân sự cho Ukraine, Đức là nhà tài trợ cho Ukraine cao thứ hai vào năm ngoái sau Mỹ với 17,1 tỷ euro. Tiếp theo là Anh với 6,6 tỷ euro và sau đó là các nước Bắc Âu, Đông EU. Trong khi đó, Pháp chỉ đóng góp 0,54 tỷ euro, Italia 0,69 tỷ euro và Tây Ban Nha 0,34 tỷ euro. Theo các chuyên gia, Ukraine đã đạt được bước ngoặt trong khả năng tác chiến điện tử sau khi phá hủy 20 tên lửa của Nga. Ukraine dường như đang bắt kịp khi sử dụng các đơn vị tác chiến điện tử với mức độ thành công ngày càng tăng trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công tăng cường của Nga. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết, nước này đã bắn hạ các tên lửa trên bằng cách sử dụng các biện pháp đối phó chủ động thông qua các phương tiện tác chiến điện tử. Đây là lần đầu tiên họ ngăn chặn được nhiều cuộc tấn công tên lửa của Nga bằng cách làm xáo trộn hệ thống định vị của họ. Điều này diễn ra trong suốt đợt tấn công vào Ukraine vào sáng ngày 13 tháng 1 năm 2024, khi Nga phóng 37 tên lửa và UAV nhằm vào các thành phố khắp nước này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington nhận định, thông báo trên có lẽ phản ánh năng lực tác chiến điện tử của Ukraine, vốn thường được cho là có thể vô hiệu hóa các UAV của Nga, chứ không phải các hệ thống tên lửa. Iri Inat, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine cho biết, cuộc tấn công ngày 13 tháng 1 giống với cuộc tấn công ngày 8 tháng 1 của Nga đồng nghĩa với việc ukraine có thể đã nhận ra tốt hơn các mô hình thay đổi nhanh chóng trong các phương pháp tấn công isvk đánh giá chiến dịch tấn công đang diễn ra của nga nhằm vào ukraine và sự thích nghi của kiev nhằm đối phó với các đòn tấn công mới của nga là một phần trong cuộc đua tấn công phòng thủ mang tính chiến thuật và công nghệ rộng hơn giữa tấn công tầm xa và năng lực phòng không các đơn vị tác chiến điện tử sử dụng các tín hiệu để can thiệp vào các hệ thống định vị của uav và tên lửa trong nỗ lực vô hiệu hóa hoặc khiến chúng đi chạch hướng Nga từ lâu đã có một chương trình tác chiến điện tử phức tạp và đã tiến bộ hơn trong việc vô hiệu hóa các tên lửa công nghệ cao của Ukraine do phương Tây cung cấp, trong đó có tên lửa HIMARS. Tuy nhiên, Ukraine dường như đang bắt kịp khi sử dụng các đơn vị tác chiến điện tử với mức độ thành công ngày càng tăng trong việc phòng thủ cho các cuộc tấn công tăng cường của Nga nhằm mục đích đè bẹp tinh thần chiến đấu của Ukraine và vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng trong mùa đông. Theo trang Insider, tên lửa hành trình Storm Shadow là vũ khí đang gây nhiều chú ý ở Ukraine khi có thể tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, việc Moscow tìm ra cách đối phó được cho là hạn chế tác động của loại tên lửa từng được kỳ vọng này. Minh chứng cho sự thích nghi của Nga với vũ khí phương Tây là Storm Shadow, tên lửa hành trình phóng từ trên không do Anh và Pháp phát triển mà Ukraine từng sử dụng để tấn công cây cầu Chonha, quan trọng nối bán đảo Crimea với miền nam Ukraine. Một số nhà quan sát tin rằng Storm Shadow sẽ là nhân tố rất quan trọng đối với cuộc phản công của Ukraine. Tầm bắn 250 km của tên lửa này cho phép các máy bay phản lực Ukraine phóng nó, trong khi đang bay nằm ngoài tầm phòng không của Nga. Ngoài đầu đạn nặng 1.000 pound và các tính năng tàng hình, Storm Shadow còn có nhiều hệ thống dẫn đường, bao gồm GPS, dẫn đường quán tính và radar theo dõi địa hình, cho phép nó tránh bị phát hiện bằng cách bay cách mặt đất chỉ vài chục mét. Chúng là những vũ khí rất hiệu quả. Michael Kaufman, một chuyên gia về quân đội Nga tại Quỹ Carnegie về Hòa bình Quốc tế, cho biết trong một podcast của Geopolitics Đi Can Thực, chúng rất khó bị đánh chặn và điều đó mang lại cho Ukraine tầm bắn xa hơn nhiều. Mặc dù tên lửa HIMARS ban đầu tỏ ra có uy lực lớn trong các cuộc tấn công của Ukraine và các kho tiếp tế và sở chỉ huy, nhưng quân đội Nga đã có thể hóa giải chúng thông qua việc sử dụng chiến tranh điện tử và bằng cách di chuyển các địa điểm hậu cần, trụ sở ra khỏi tầm bắn của tên lửa dẫn đường HIMARS Sau đó, đã có báo cáo về các cuộc tấn công tên lửa Storm Shadow thành công trong những tuần kể từ cuộc tấn công vào cầu Chonha bao gồm cả vụ tấn công khiến một chỉ huy cấp cao của Nga đã thiệt mạng và cuộc tấn công vào một kho sửa chữa phương tiện quân sự ở Crimea. Nhưng kể từ khi Ukraine bắt đầu sử dụng tên lửa Storm Shadow vào giữa tháng 5 năm ngoái, chúng tôi không thấy tác động to lớn nào đối với lực lượng Nga, chuyên gia Kaufman nói, và một phần lý do cho điều đó là những sự thích nghi trong quân đội Nga nhằm đối phó tên lửa HIMARS. Vũ khí tầm xa của Ukraine sẽ tiếp tục có tác động. Với một mặt trận rộng lớn như vậy ở Ukraine, quân đội Nga không thể không cất giữ đạn dược ở bất cứ đâu hoặc không có lỗ hổng trong chỉ huy và kiểm soát hoặc không phải sử dụng cầu, ông Coffman nói. Nhưng bạn gần như không thấy số lượng các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm vào mạng lưới chỉ huy và kiểm soát hậu cần, mà như đã thấy khi HIMARS lần đầu tiên được tung ra vào mùa hè năm 2022. Ukraine cũng phải đối mặt với những hạn chế trong việc sử dụng Storm Shadow. Kiev có khả năng chỉ nhận được vài trăm tên lửa và máy bay phóng chúng cũng rất dễ bị tổn thương trong không phận có nhiều tranh chấp ở Ukraine. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu quân đội Ukraine có thể mang đủ Storm Shadow để chống lại các mục tiêu khó tìm hoặc khó hạ gục hay không. Ở cuộc giao tranh xung quanh Kherson trong cuộc phản công của Ukraine vào mùa thu năm 2022, Nga đã duy trì và cuối cùng rút quân bằng một cây cầu và một hệ thống phà. Điều này có ý nghĩa đối với loại vũ khí tiếp theo trong danh sách mong muốn của Ukraine, hệ thống tên lửa tác chiến lục quân MGM-140 do Mỹ sản xuất, được gọi là Atak MS, một vũ khí phóng từ mặt đất có tầm bắn 300 km, xa hơn tầm bắn 250 km của Storm Shadow và tầm bắn chỉ 80 km của HIMARS. Cho đến nay, Mỹ vẫn từ chối cung cấp ATAC MS cho Ukraine vì lo ngại về việc sử dụng nó chống lại các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga. Mặc dù chính quyền Biden hiện đang xem xét lại chính sách đó, nhưng một số chuyên gia phương Tây và Ukraine tin rằng một vũ khí tầm xa như ATAC MS có thể định hình lại cuộc xung đột. Tuy nhiên, nếu lịch sử là một minh chứng thì có thể dự đoán ATAC MS sẽ có một mức độ thành công nhất định trước khi cú sốc do chúng gây ra qua đi và người Nga bắt đầu thích nghi. Ông Kofferman nói trên Postcard, tên lửa Storm xe có năng lực rất giống với Atak MS, với trọng tải giống nhau, được sử dụng rất nhiều để chống lại cùng loại mục tiêu với Atak MS. Mặc dù các loại vũ khí tầm xa mới vẫn có thể gây tổn hại cho cỗ máy quân sự Nga và buộc quân đội Nga phải thay đổi hoạt động, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu tác động của chúng sẽ chỉ giới hạn ở cấp độ chiến thuật hay liệu nó có đủ mạnh mẽ để khiến cuộc xung đột nghiêng về phía có lợi cho Ukraine hay không? Thưa quý vị, trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga, Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội vàng do phương Tây e ngại sức mạnh hạt nhân của Nga, thiếu tin tưởng vào năng lực của Ukraine và viện trợ nhỏ giọt trong giai đoạn đầu. Đến nay khi Ukraine lâm vào khó khăn lớn, phương Tây lại càng chia rẽ và do dự. Sau gần 2 năm xung đột với Nga, cơ hội để Ukraine lật ngược tình thế dường như không còn nhiều nữa. Giới phân tích cho rằng, chiến dịch phản công của Ukraine kém hiệu quả do phương Tây chậm chạp trong việc gửi cho họ xe thiết giáp. Gustav Gressel, nghiên cứu viên về chính sách tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, ECFR, nói với Newsweek rằng các xe chiến đấu Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard do Đức sản xuất đáng lẽ sẽ hiệu quả hơn nữa nếu được bàn giao cho Ukraine đúng vào thời điểm Ukraine đã cải thiện khả năng phối hợp các lực lượng cơ giới. Ngoài ra, theo Gressel, Ukraine còn mắc sai lầm là quá đắm đuối vào mặt trận Bakhmut, Atemov trong thời gian dài, khiến họ tồn hao nhiều quân nhân giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, phương tây còn đánh giá thấp mức độ nhanh chóng của tác chiến điện tử nga trong việc vô hiệu hóa đạn dược chính xác sử dụng định vị gps cựu tư lệnh nato philip radlov dự báo ba kịch bản cho cuộc xung đột nga ukraine đáng lưu ý hai trong ba kịch bản này là chiến thắng dành cho phía nga tướng mỹ philip radlov nói với tờ newsweek nếu chúng ta không làm gì khác với những gì chúng ta đang làm hiện nay thì rốt cuộc ukraine sẽ thua bởi vì nga có đông người hơn và có chiều sâu hơn so với ukraine nếu phương tây bỏ rơi ukraine Nước này sẽ tiếp tục chiến đấu nhưng sẽ có thêm hàng chục ngàn người Ukraine nữa phải chết. Còn Nga sẽ đưa Ukraine về quỹ đạo của mình. Tướng 4 sao Bredlov cũng đưa ra một kịch bản tươi sáng cho Ukraine. Nếu phương Tây lựa chọn cung cấp cho Ukraine cái họ cần để chiến thắng, thì họ sẽ chiến thắng. Cuộc xung đột vũ trang này sẽ kết thúc chính xác theo cách mà các giới hoạch định chính sách của phương Tây muốn và khát khao. Tuy nhiên, kịch bản thứ ba này có mức khả thi rất thấp. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine, châu Âu đoàn kết quanh Ukraine với mức độ cao hơn cả khi họ đối đầu với Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Theo Nigel Goun Davis, nghiên cứu viên cao cấp về Nga và Á Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở London, Anh. Nhưng sự ủng hộ tổng thể của châu Âu cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine vẫn đang giảm. Một cuộc thăm dò do Ủy ban châu Âu tiến hành và công bố vào tháng 12 năm 2023 cho thấy, mức độ người châu Âu ủng hộ cung cấp thêm viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine đã giảm trong khoảng từ mùa hè đến mùa thu năm 2023 áp lực lên châu Âu càng gia tăng khi nội bộ của Mỹ không còn mặn mà mà viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Ông Goul Davis cho biết, dù sự hậu thuẫn chính trị của châu Âu cho Ukraine vẫn vững vàng, thì các chính phủ châu Âu vẫn khó duy trì mức độ viện trợ quân sự và kinh tế mà họ đã từng dành cho Kiev. Vẫn lời ông Goul Davis, lúc này mối quan tâm thực sự không phải là liệu phương Tây, kể cả châu Âu, sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không. Vấn đề là liệu phương Tây sẽ tiếp tục cam kết cung cấp viện trợ cụ thể, đặc biệt là về quân sự cho Ukraine hay không một số dạng nứt chính trị đã bộc lộ rõ khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào tháng 12 năm 2023 đã chặn kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc viện trợ cho Ukraine khoảng 52 tỷ đô la Mỹ. Ông Orbán cũng như tân Thủ tướng Slovakia đều kêu gọi cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Hồi tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni mô tả tình trạng rất mệt mỏi ở những người ủng hộ Ukraine. Giới chức các nước Baltic, Bắc Âu và Đông Âu cho hay, họ ngày càng lo ngại rằng các chia rẽ trên sẽ khiến Ukraine thất bại nhanh chóng trong cuộc đối đầu quân sự với Nga, họ thậm chí lo ngại, trong tình huống đó, tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đưa quân vào các nước khác từng là thành viên của Liên Xô trước đây. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Litva, tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ lo lắng việc các đối tác không chắc chắn trong viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine sẽ chỉ làm tăng thêm sự can đảm và sức mạnh của Nga. Một báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Estonia tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine phải được huấn luyện đầy đủ và cung cấp đủ đạn dược cần thiết, ít nhất 200.000 viên đạn pháo 155 ly mỗi tháng để có khả năng gây tử trận hoặc làm trọng thương ít nhất 50.000 binh lính Nga cứ mỗi 6 tháng. Các con số này đều vượt xa mức mà cả Mỹ và EU kết hợp lại cung cấp được. Ở Đức, giới chức phê chuẩn kế hoạch của Thủ tướng Olaf Scholz tăng gấp đôi mức ủng hộ dành cho Ukraine năm nay lên thành khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Đức không gửi cho Ukraine tên lửa tầm xa Taurus, loại vũ khí có thể đánh được tới bán đảo Crimea mà Nga sắp nhập năm 2014 hoặc đánh sâu vào các vùng lãnh thổ khác do Nga kiểm soát. Thủ tướng Đức Scholz mới đây nói rằng các đóng góp của riêng Đức sẽ không đủ để đảm bảo an ninh cho Ukraine về dài hạn. Ông Scholz thừa nhận, lượng vũ khí mà đa số các quốc gia EU lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine cho tới hiện nay là quá nhỏ, xét về mọi mặt. Thưa quý vị, phương thức tác chiến trên bộ của Mỹ và NATO chưa bao giờ được thử nghiệm trước một đối thủ lớn như Nga, mặc dù đã có hàng thập kỷ đầu tư và huấn luyện. Các chiến thuật quân sự mới của Mỹ và NATO được huấn luyện vội vàng cho một số lữ đoàn quân đội của Ukraine đang thất bại vì Kiev không chiếm ưu thế trên bầu trời. Do đó, các lực lượng của Ukraine dường như đang xem xét quay lại chiến thuật quen thuộc để xuyên thủng hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Quân đội Ukraine đã bước vào cuộc phản công mùa hè năm 2023 với sự kết hợp kỹ thuật chiến đấu của NATO cùng với các thiết bị phương Tây như xe tăng và xe bọc thép do Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, một báo cáo cho thấy việc huấn luyện của NATO có thể không thành công như mong đợi. Tờ Newsweek của Mỹ dẫn lời các chuyên gia mới đây cho biết, quân đội Ukraine hiện đã gạt bỏ các kỹ thuật chiến đấu của Mỹ và quay trở lại các chiến thuật mà họ hiểu rõ nhất. Theo các chuyên gia, có một số lý do chính cho vấn đề này để các lực lượng ukraine thành công với các chiến thuật của phương tây và nato họ cần ưu thế trên không điều mà kiev không có đại tá quân đội anh đã nghỉ hưu Hamish de bretton gordon người trước đây đã chỉ huy lực lượng phòng thủ hóa học sinh học phóng xạ và hạt nhân của anh và nato cho biết để cách tiếp cận của phương tây hoạt động hiệu quả ukraine cần có tất cả các yếu tố và yếu tố then chốt nhất là lực lượng không quân các nước phương tây đã chuyển hàng chục tỷ đô la mỹ cho ukraine để hỗ trợ an ninh nhưng viện trợ này không bao gồm các máy bay chiến đấu của phương Tây như F-16 hoặc trực thăng tấn công tiêu chuẩn của NATO. Một số chuyên gia cho biết, kỹ thuật chiến đấu của NATO vốn phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm soát bầu trời, cũng chỉ mới được thử nghiệm trong những năm gần đây trên các chiến trường mà liên minh này có ưu thế trên không. Davis Ellison, một nhà phân tích chiến lược thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh HCSS ở Hauger nói, Hiện gần như không có thành viên nào của lực lượng vũ trang NATO từng trải qua trận chiến gần như những gì quân đội Ukraine đã phải trải qua trong 18 tháng qua phương thức chiến tranh trên bộ của NATO chưa bao giờ được thử nghiệm trước một đối thủ lớn cấp quốc gia như Nga, mặc dù đã có hàng thập kỷ đầu tư và huấn luyện. Trong các trường hợp như ở Iraq và chiến tranh vùng vịnh năm 1991, Paul Van Hoff, một nhà phân tích khác từ HCSS, nói với tờ Newsweek, các lực lượng Mỹ và phương Tây đã nhanh chóng thiết lập ưu thế trên không. Nick Reynolds, nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu về An ninh và Quốc phòng Anh, RUSE, nhận định với Newsweek, các lực lượng vũ trang Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện cấp tốc của NATO để thay thế học thuyết chiến tranh thời Liên Xô, vốn không quá khác biệt so với các kỹ thuật chiến đấu mà các lực lượng Nga áp dụng. Một số yếu tố của học thuyết thời Liên Xô về cơ bản khác với các kỹ chiến thuật mà các lực lượng phương Tây huấn luyện cho các đơn vị của Ukraine. Theo ông Reynolds, ngoài ra còn có sự thiếu hụt lớn về nhân sự có kinh nghiệm khi những binh sĩ Ukraine có kinh nghiệm thường không tham gia khóa huấn luyện chiến thuật mở rộng của phương Tây. Chuyên gia Ellison lưu ý, không có gì ngạc nhiên khi quân đội Ukraine đã từ bỏ một số khóa huấn luyện của phương Tây vì kinh nghiệm và sự thích nghi của họ trên chiến trường hơn hẳn các khái niệm thời bình của phương Tây. Chúng tôi có nhiều điều để học hỏi từ các lực lượng Ukraine hơn là họ có thể học hỏi từ chúng tôi. Về phần mình, Lauren Friedman, giáo sư nổi tiếng về nghiên cứu quân sự tại Đại học Hoàng gia ở London, Anh, nhận định với tờ The New Voice of Ukraine rằng sự phụ thuộc sai lầm vào một số chiến lược tấn công quyết đoán và nhanh chóng mà quân đội Mỹ đã quen thuộc do có lợi thế về nhiều lĩnh vực trong giao tranh đang bóp méo kỳ vọng của các quan chức và nhà phân tích phương Tây về cuộc phản công của quân đội Ukraine. Giáo sư Friedman nói thêm, thay vì chuẩn bị cho các cuộc đấu pháo cường độ cao, họ, tức phương Tây, muốn khuyến khích các hoạt động sáng tạo và quyết đoán có thể nhanh chóng kết thúc một cuộc xung đột với chi phí tối thiểu. Họ đã tính đến các đòn phản công chớp nhoáng kiểu Đức, sử dụng tốc độ, cơ động để vượt qua các vị trí mạnh nhất của đối phương và khiến đối phương bất ngờ. Ông Friedman cũng cho rằng, những thành công của Mỹ trong các cuộc giao tranh gần đây là kết quả của cả hỏa lực áp đảo và sự cơ động vượt trội. Giáo sư Freeman nêu rõ, sau thất bại của quân đội Iraq vào tháng 2 năm 1991, các nhà lý luận quân sự bắt đầu mô tả các hình thức chiến tranh dựa trên nhận thức tình huống đặc biệt, kết hợp với vũ khí chính xác cao, hỏa lực tầm xa và hành động táo bạo nhanh chóng khiến đối phương hoang mang và mất phương hướng. Tuy nhiên, giáo sư Freeman nhấn mạnh rằng việc đánh giá quá khắt khe những thành công quân sự của Ukraine có thể không mang lại lợi ích trong cuộc phản công của Ukraine chắc chắn gặp nhiều thách thức nếu không có lợi thế về hỏa lực, bất kỳ quân đội nào cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đạt được thắng lợi. Thưa quý vị, nhiều sĩ quan Ukraine nói chiến thuật do NATO xây dựng không phù hợp với thực tế, thậm chí có thể khiến binh sĩ mất mạng trong cuộc phản công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói rằng chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine đã diễn ra chậm hơn nhiều so với dự kiến, thừa nhận hoạt động tập trung vào những mục tiêu chiến thuật và chiến dịch hạn chế, khó tạo ra thay đổi lớn với cục diện xung đột một số quan chức mỹ cũng từng chỉ trích quân đội ukraine không làm chủ được phương thức tác chiến hiện đại trong đó đề cao khả năng hiệp đồng giữa bộ binh cơ giới pháo binh và phòng không đồng thời đánh giá chiến thuật của kiev hiện nay quá cẩn trọng và ngại mạo hiểm trong khi đó các sĩ quan và chỉ huy chiến trường của ukraine cho rằng quân đội mỹ chưa bao giờ trải qua những chiến dịch trong điều kiện như họ hiện nay khi đối mặt với đối phương áp đảo về vũ khí và công nghệ mà không chiếm được ưu thế trên bầu trời dù vậy nhiều quan chức ukraine cũng thừa nhận thực tế rằng chiến dịch phản công diễn ra chậm chạp khó giành lại lượng lớn lãnh thổ trong thời gian ngắn. Ukraine đã phát động chiến dịch phản công quy mô lớn theo chiến thuật xung kích của NATO, trong đó mũi tiến công chính được triển khai từ thành phố Orekhov thuộc tỉnh Zaporizhia. Tuy nhiên, Kiev hứng chịu tổn thất nặng nề. Điều kiện chiến trường khó khăn khiến binh sĩ Ukraine không thể ứng dụng học thuyết tác chiến hiệp đồng binh chủng của NATO. Suleiman, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm thuộc Trung đoàn xung kích đường không số 78 Ukraine cho hay, chúng tôi sẽ mất mạng nếu làm theo những gì được học ở phương Tây. Tôi từng huấn luyện với quân nhân Mỹ, Anh và Ba Lan, Họ có những lời khuyên tốt nhưng cũng đưa ra nhiều hướng dẫn tồi tệ, trong đó có phương thức càn quét chiến hào. Tôi phải thốt lên rằng điều này sẽ làm tất cả chết chắc. Giới phân tích cho rằng, bài học rút ra từ chiến dịch phản công là các khóa huấn luyện binh sĩ Ukraine tại phương Tây thường kéo dài khoảng 5 tuần là quá ngắn. Chương trình đào tạo không phù hợp với năng lực của quân đội Ukraine, không tính đến mạng lưới công sự và bãi mìn dày đặc, cũng như sự hiện diện thương trực của máy bay không người lái UAV đối phương tại tiền tuyến. Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng quân đội Nga tiếp tục thích nghi với tình hình của chiến trường và không ngừng điều chỉnh chiến thuật, trong đó bao gồm phân tán mạng lưới hậu cần, tận dụng tối đa lực lượng UAV và sử dụng nhiều biện pháp để đẩy lùi các mũi tấn công của đối phương. Theo một bài bình luận trên trang 19 Fortify, cuộc xung đột ở Ukraine không chỉ cho thấy tác chiến hiện đại đã thay đổi, mà còn cho thấy sự thất bại hoàn toàn trong chiến thuật của NATO trong các điều kiện mới. Các nước phương Tây ngày càng mất kiên nhẫn khi cuộc phản công của Ukraine không tạo ra được kết quả như kỳ vọng bất chấp hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí liên tục được cung cấp cho Kiev, cả phương Tây và tổng thống Ukraine Zelensky đều muốn quân đội Ukraine hướng đến những cuộc tấn công lớn. Dù vậy, các cuộc tấn công chớp nhoáng quy mô lớn mà họ lên kế hoạch vẫn chỉ nằm trong tưởng tượng. Thực tế này là sự phát triển của công nghệ máy bay không người lái, biến chiến trường thành cuộc giao tranh của hàng nghìn vết cắt. Theo nhà phân tích Karen Kyaskovsky, từng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, chiến thuật của NATO ở Ukraine đã phản tác dụng trên mọi mặt trận bởi nó không dựa trên thực tế chiến trường hiện nay ở Ukraine đang chứng kiến những cuộc giao tranh tiêu hao với hầu như rất ít sự dịch chuyển về lãnh thổ và khan hiếm cơ hội để tạo đột phá. Trong khi đó, Kiev đối mặt với sức ép thời gian ngày càng gia tăng. Theo 19 Fortify, quân đội Ukraine được NATO huấn luyện đã không thể bao quát thực tế của tác chiến UAV hiện đại. Theo học thuyết quân sự của NATO, các cuộc tấn công của liên minh này thường dựa trên tác chiến binh chủng hiệp đồng, theo đó các phương tiện quân sự như xe tăng và xe bọc thép với sự hỗ trợ của không lực và pháo binh sẽ xuyên thủng phòng tuyến của đối phương. Tuy nhiên, chiến thuật này đã không phát huy hiệu quả ở Ukraine. Những nỗ lực của Kiev nhằm tiến hành các cuộc tấn công qua việc sử dụng những đơn vị bọc thép quy mô lớn đã đối mặt với tổn thất nặng nề. Trên thực tế, những cuộc tấn công kiểu như vậy trong học thuyết quân sự của NATO thường nhấn mạnh đến sự phối hợp ở mức cao nhất, điều mà ngay cả các đội quân của liên minh này cũng cần nhiều năm để rèn luyện. Trong khi đó, lực lượng của Ukraine chỉ mới được huy động, thiếu cả thời gian và kinh nghiệm chiến đấu. Ngoài ra, việc triển khai những đội quân này nhằm đối phó với phòng tuyến kiên cố nhiều lớp của Nga với những bãi mìn dày đặc chiến hào chống tăng và tuyến phòng thủ răng rồng đã khiến Kiev phải đối mặt với nhiều tổn thất, trong khi không đạt được nhiều thành quả. Bên cạnh đó, Nga tiếp tục giành ưu thế trong cuộc đối đầu UAV Ukraine. Chính quyền Kiev đã buộc phải hạn chế sử dụng UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, do đối mặt với các hệ thống phòng không tinh vi của Moscow. Đại tá Ukraine Volodymyr Valiuk mặc dù nói rằng vẫn có bằng chứng cho thấy UAV này được sử dụng, nhưng tần suất triển khai và vai trò của nó đã thay đổi. Trong tình hình hiện nay, cần phải chú ý đến một thực tế nữa, đó là lực lượng vũ trang Ukraine đang cạn kiệt binh lính và khan hiếm đạn dược nghiêm trọng. Cựu trung sĩ Bradley Crawford, từng thuộc lục quân Mỹ cho hay trên Wall Street Journal, những ngày mà chúng ta có thể tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng xe bọc thép và dành hàng km lãnh thổ đã trôi qua, bởi UAV hiện đang được triển khai vô cùng hiệu quả. Trên thực tế, bất kỳ nỗ lực tấn công quy mô lớn nào đều nhanh chóng bị UAV phát hiện. Các UAV hiện đại của Nga, trong đó có UAV Lancet, đã gây tổn thất đáng kể cho các lực lượng và phá hủy vũ khí tiên tiến của Ukraine được phương Tây cung cấp. Các UAV cảm tử lan xét hiện đại của Nga gần đây đã tăng cường tính sát thương sau khi được trang bị các hệ thống dẫn đường tự động. Các nhà quan sát quân sự Nga cho hay. Ngoài ra, có một số bài báo còn cho thấy lực lượng vũ trang Nga đang thảo luận về khả năng tạo ra các đơn vị riêng trang bị UAV tấn công mini. Một nguồn thạo tin nhận định với Sputnik, có một cuộc thảo luận tích cực đang diễn ra về việc phát triển các đơn vị riêng hoặc trang bị cho các đơn vị UAV tấn công mini cho phép tiêu chuẩn hóa việc sử dụng loại vũ khí này, tăng cường hỗ trợ cho quân đội và nâng cao hiệu quả chiến đấu. Theo 19 Fortify, việc gây ra đủ số lượng những vết cắt nhỏ cho đối phương có thể quyết định kết quả của tác chiến hiện đại. Những thành quả của Nga trong việc phát triển và sử dụng UAV đã loại bỏ những rủi ro không cần thiết cho quân đội, trong khi có thể tiến hành những cuộc tấn công chính xác nhằm vào đối phương. Thưa quý vị, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Alexei Dalilov, cho rằng giáo trình huấn luyện của NATO không hiệu quả trong bối cảnh viện trợ từ Mỹ và châu Âu cũng ngày một eo hẹp hơn. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine mới đây tuyên bố các bài bản chiến thuật của NATO nên được thay đổi vì không có giáo trình huấn luyện hiện đại nào có thể giúp binh sĩ sẵn sàng cho cuộc xung đột ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình BBC, ông Alexei Danilov nói cuộc phản công vốn được mong đợi của Ukraine đã không đạt được kỳ vọng và tình hình ở tiền tuyến vẫn rất khó khăn. Vị quan chức này cho rằng các giáo trình cũ về chiến tranh, bao gồm cả những tài liệu được NATO sử dụng để huấn luyện quân đội Ukraine, nên được xếp vào kho lưu trữ. Lý do theo ông là ở thế kỷ 20 hoặc 21, chưa từng có cuộc giao tranh nào như cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng việc Ukraine đã đứng vững trước Nga trong gần 2 năm qua đã là một thắng lợi lớn. Ông Danilov cũng bày tỏ hy vọng các gói viện trợ quân sự của Mỹ sẽ đến với Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn viện trợ của Mỹ bị đình trệ do căng thẳng chính trị nội bộ Washington dường như đang dựa vào các cường quốc châu Âu để bù đắp sự thiếu hụt này. Gần đây, Pháp và Đức cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong năm 2024. Tân Ngoại trưởng Pháp Stefan Sejone và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock tuyên bố hai quốc gia này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi còn thấy cần thiết. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, quan chức ngoại giao Pháp và Đức cùng khẳng định chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng tôi phải hỗ trợ người Ukraine khi còn cần. Nhà phân tích Andrien Kasonta, cựu chủ tịch ủy ban các vấn đề quốc tế tại tổ chức nghiên cứu bầu group lập luận đức là quốc gia rất thú vị người mỹ có ảnh hưởng rất lớn ở đức sau thế chiến thứ hai để đáp ứng các cam kết đối với quyền bá chủ phương tây mỹ và đức phải thực hiện hoặc thể hiện nỗ lực hơn nữa trong bất kỳ điều gì mà các nước châu âu đang thực hiện vì vậy chẳng hạn nếu mỹ phản đối các cáo buộc chống lại israel do nam phi đưa ra thì đức phải là quốc gia đầu tiên phản đối sau mỹ nếu washington nói rằng nga là đối thủ của họ thì đức phải là quốc gia đầu tiên ở châu âu có đánh tiếng chống tương tự và duy trì nguồn viện trợ cho ukraine Ông Kasonta cũng cho rằng Đức được hưởng lợi từ làn sóng người di cư Ukraine do xung đột gây ra, đồng thời gọi nước này là nền kinh tế di cư. Lao động giá rẻ từ khắp châu Âu rất quan trọng đối với sức mạnh kinh tế của Đức, đặc biệt là khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang gây tác dụng ngược, đẩy chi phí năng lượng tăng cao. Nhà phân tích các vấn đề Nga, Jean Doctorow cũng chỉ ra rằng việc mất nguồn khí đốt của Nga đã có tác động rất tai hại đến khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp Đức và đầu tư vào sản xuất mới. Chuyên gia quan hệ quốc tế này lưu ý, Pháp có mối quan hệ với Mỹ khác với Đức, và nước này cũng có lý do riêng để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông giải thích, các quốc gia này đều viện trợ rất lớn cho Ukraine nhằm đảm bảo Nga sẽ không giành chiến thắng. Điều sẽ trở thành thảm họa lớn đối với NATO và toàn bộ khái niệm an ninh châu Âu hiện có mà các nước này đang chia sẻ. Cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra cam kết sâu sắc trong cuộc xung đột ở Donbass. Họ coi đây là cuộc chiến sinh tồn cho châu Âu và họ sẽ gặp khó khăn khi đột ngột rút nguồn viện trợ cho Ukraine. Theo ông Kasonta, Mỹ cũng đã đạt được một mục tiêu quan trọng trong cuộc xung đột này. Washington đã mở rộng việc bán vũ khí bằng cách gây áp lực buộc các lực lượng vũ trang ở cả hai bờ Đại Tây Dương phải nâng cấp kho vũ khí của họ. Dù mục tiêu giáng một đòn mạnh vào Nga rõ ràng đã thất bại, nhưng ông Kasolta cho rằng các chính phủ phương Tây sẽ không thừa nhận thất bại của họ. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nếu phương Tây muốn đàm phán về xung đột Ukraine thì nên ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Nếu nói về mong muốn của một số quốc gia muốn tìm lối thoát khỏi ngõ cụt, mà họ đã bị Washington lôi kéo thì đây là một vấn đề. Trong trường hợp này, họ nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, ngừng áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga và ngừng đưa ra các tuyên bố chống Nga. Bà nhấn mạnh, nếu những nỗ lực này hướng đến việc lôi kéo Nga vào một quá trình nào đó theo cách của phương Tây nhằm tác động đến các cách tiếp cận có nguyên tắc của Nga, thì Moscow sẽ không rơi vào cái bẫy này. Hầu như tất cả các nhà ga ở khu vực trung tâm thủ đô Moscow đều nằm sâu dưới lòng đất với độ sâu từ 40, 50 đến 70 mét. Hệ thống tàu điện ngầm Moscow nổi bật với các nhà ga nằm sâu trong lòng đất từ 20 mét ở trung tâm thành phố cho đến vùng ngoại ô. Điển hình như ga Park Pobedy ở độ sâu 73 mét, Marina Rocha 72 mét, Kyakovskaya 62 mét và Srestensky Bulva 60 mét. Trong số những nhà ga gần mặt đất nhất thì có Kropotkinskaya 13 mét và Aleksandrovsky Sát 7 mét. Cả hai nhà ga này đều được xây dựng trong giai đoạn đầu Moscow khởi động hệ thống tàu điện ngầm những năm 1930. Việc xây dựng các nhà ga nhỏ và gần mặt đất sẽ dễ dàng và chi phí thấp hơn, nhưng điều này không thể thực hiện được ở trung tâm Moscow vào thời điểm đó. Đầu tiên, việc xây dựng các nhà ga nằm sâu hơn là do sự phát triển nhanh chóng của Moscow trong những năm 1930, với một thiết kế thiếu cân nhắc hệ thống tàu điện ngầm sẽ sớm bị quá tải. Thứ hai, phương pháp thi công nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow phức tạp hơn, nền đất và rắn, kèm theo đó những con sông xung quanh thành phố, Thứ ba, các thiết kế sư Liên Xô muốn sử dụng các nhà ga với vai trò mở rộng như những hầm trú bom trước mọi cuộc tấn công. Hiện tại, Moscow chỉ xây dựng các nhà ga điện ngầm ở những nơi có nguy cơ sụt lún mặt đất hoặc mật độ xây dựng bên trên quá cao. Một số ga trên đường vành đai lớn đi qua các khu dân cư đông đúc và cần phải xây dựng chúng ở độ sâu an toàn. Đồng thời, hầu hết các trạm hiện đại vẫn giữ nguyên chức năng của nơi trú ẩn khẩn cấp. Ngoài các ứng dụng kể trên, các nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow được ví như những bảo tàng nghệ thuật của nước Nga bởi lối thiết kế sang trọng, tinh xảo, có vẻ đẹp nguy nga như cung điện. Ngày 15 tháng 5 năm 1935, hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên ở Moscow được khai trương, gồm 13 nhà ga với một tuyến đường dây dài 11 km, phục vụ người dân Moscow và các tỉnh lân cận. Đây cũng chính là tuyến đường sắt ngầm đầu tiên, đồng thời là công trình kiến trúc tham vọng nhất của Liên Xô thời bấy giờ. Tính đến năm 2024, tổng chiều dài các tuyến lên tới 466 km, gồm 263 nhà ga và 14 tuyến, đằng sau mỗi trạm ga ẩn chứa nhiều câu chuyện liên quan tới cuộc sống văn hóa của người dân Liên Xô vào thời điểm chúng được xây dựng. Ba trạm tàu điện ngầm gồm Belorusskaya, Kievskaya và Komsomolskaya được xếp trong danh sách di sản văn hóa. Trải qua gần 90 năm hoạt động và phát triển, đến nay nhiều nhà ga điện ngầm ở Moscow vẫn giữ nguyên vẻ lộng lẫy vốn có. Công trình đóng vai trò quan trọng trong giao thông thành phố, vận chuyển khoảng 9 triệu lượt khách mỗi ngày. Như một phần của kế hoạch nâng cấp hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow, tháng 3 năm 2023, Nga đã cho khánh thành tuyến đường vòng tròn lớn, vòng tàu điện ngầm dài nhất thế giới với 70 km, 31 nhà ga, đã được mở theo từng giai đoạn, bắt đầu từ cuối năm 2011 và hoàn thành sau 12 năm. Tuyến tàu điện ngầm hình tròn dài nhất được xây dựng trong thời gian kỷ lục đối với một dự án quy mô lớn như vậy ở một trong những khu đô thị đông đúc nhất trên thế giới. Tổng cộng có 31 ga, 24 trong số này cung cấp 47 tuyến trung chuyển đến các tuyến tàu điện ngầm hiện tại và tương lai. Vòng tròn trung tâm Moscow, MCC đường kính trung tâm Moscow, MCD và các tuyến đường sắt ngoại ô. Việc đưa vào hoạt động đầy đủ tuyến vòng tròn lớn là sự kiện giao thông chính trong đời sống của Moscow trong hơn 70 năm qua, có tầm quan trọng tương đương với việc khép kín tuyến vòng tròn đầu tiên của tàu điện ngầm Moscow trước đây. Đối với Moscow, một đô thị với 13 triệu dân cũng như trung tâm về chính trị và xã hội, vấn đề kết nối khu vực và khả năng tiếp cận giao thông là rất quan trọng. Tuyến vòng tròn lớn sẽ thay đổi hoàn toàn cơ sở hạ tầng giao thông và đảm bảo khả năng kết nối của các khu vực khác nhau trong thành phố, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của toàn bộ đô thị cả về kinh tế và xã hội. Ý tưởng xây dựng đường vòng tròn lớn đã xuất hiện từ thời Liên Xô, nhưng dự án đã không được khởi động trong nhiều thập kỷ. Giờ đây, đã trở thành hiện thực với người dân Moscow của Nga. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.